chúng ta cùng quay lại game Poppy Playtime Full Chapter 3 Chapter 1 nha. Ok, mời đi về trước. Chào mừng các bạn đến với game Poppy Playtime Full. Mình bắt đầu khám phá một cái chương mới. Đây chương 3. I love you. Ôi, quá to đấy. Đây là một mặt mạng. Rồi đi không? Trời ơi. Trời to, mình đã mất tuyệt. Cũng có mã mình để đi giải mã cái video này. Bắt đầu mình sẽ bắt đầu đi tìm cái thông tin này. Hello, welcome. Mình đang có tiền các bạn. Sợ quá, sợ quá. Mình đang có mấy tiếng hỏng. Mình đi. Không có cái gì cả. Mình đi phòng gì đây? Wow. Phòng này cũng có om. Chưa mình chưa tìm cái mã này. Bây giờ mình phải đi tìm pháp cái cửa của Mena Security trên trước. Cùng giúp shop. Mấy mình có chìa khóa này. Mấy mình mở. Ok, kia. Mình một cái item rồi, đi hoa rơi. Cần mấy cái đồ này. Ok, ok. Bây giờ. Ở đây có một khẩu nè. Wow, hơi kia. Chuẩn bị đổi cô vi bút kì. Để cô kia. Dùng một lúc. Xanh, vàng, xanh, đỏ. Xanh, vàng, xanh, đỏ. Ok, xanh vàng, xanh đỏ. Vậy là ok, xanh vàng, đỏ. Vậy là cái mật khẩu của nó như là xanh vàng và xanh đỏ. Đi thôi. Rồi, bắt đầu. Đây. Xanh vàng. Xanh. Rồi, yes. Xanh đỏ. Hay quá nhờ. Khá quá nhờ. Trông ơi, mình sẽ có gì ta. Yeah. I love you. Mở đĩa. Úi trời. Oh my gosh! Ôi, tay dài chưa? Ôi, tay dài chưa? Úi trời. Đây là thằng gì? Mình có một chút ở đây kìa. Trời. Vậy đi cánh cửa của lấy nó sẽ là cái tay màn dài này. Wow. Đi thôi, đi thôi. Ở đây, đây. Đúng rồi. Vân tay. Đúng rồi, nó tìm. Ok, cửa mở rồi. Wow, đây đi. Sao đến hướng copy vào đây thang. Gì đây? Hello. Đúng. 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 Cái gì đây? Yes! Đóng rồi. Trời ơi mãi. I love you. Mà sao lại chưa mở ra? Oh my innovation. Để cái gì tội oan ấy. Rồi, mở luôn. Ok. Yeah. Không, không. Mày tắt to đi. Tắt. Không được. Ủa, wow, vậy nó ở đâu? Wow. Gì đây? Trời ơi, sao có lớp gì vậy?
Chìa khóa em mở cửa này. Không phải cửa này. Vậy là cửa này. Cũng không phải cửa này. Vậy là cửa này. Cũng không phải cửa này. Vậy đó là cửa này rồi. Cái cửa này á. Ừ, sẽ đi đâu đây? Không biết. Không biết. Đi ra ngoài thôi. Hình như ở bên kia có một cái cửa sáng. Đây hả? Không phải. Khóa cửa bằng đâu ta? Đây. Okay. Yes. Cái chìa khóa này nói cửa nào nhỉ? I love you. Oh my god! Không phải. Cửa nào? Ôi, tay dài chưa? Cảm xúc như thế nào? Không phải luôn, ở đây cũng như cửa luôn. Trời ơi. Đây là những hộp quà ấy, hộp quà của Roblox ấy. Không có gì, không có gì luôn. Wow. Vậy nó nằm trong cái thằng chết kia rồi. Không phải gì luôn. Không có gì luôn. Để nó ra đâu đi. Không có luôn. Ủa? À đây. Trời ơi! Sao tận chân trời được nghe trước mắt? Yes! Ở bên. Một quay. Gì đây? I love you. Trời, không mở đâu này các bạn ơi. Trời, không mở. Oh my gosh! Gì đây? Ui, búp bê bị đói. Thật nên. Phần mình là mình, wow. Đây là bỏ máy hít cơ ấy. Wow. Lên. Khi mà cờ ăn. Trời ơi, hít cơ. Như có cái cánh cờ bị mở ra nhé. Đây thì đây. Không. Không. Rồi. Cánh cờ mở ra. Thôi đi thôi. Ôi trời. Rồi đâu? Rồi cái gì mở cái gì? Rồi đấy mở cái gì vậy? Rồi. Không có gì nữa. Thôi mình nhảy qua cái cửa thôi. Đây là cái hòm. Hít cho hòm à. Hít cửa vào bên. Rồi gì đây? Chẳng có gì vậy? Không. Không. Yes. Không luôn. Không xem cái gì đây? I love you. Oh my gosh!
Biến thế áp cao. Thế này để làm gì? Vì con bà chưa khóc quyết những em sáng đầy đủ. Wow. Không có luôn. Rồi mình đi ra ngoài tiếp tục. Không có rồi. Như nó này cũng chờ ngoài sao. Mình đi ra ngoài. Mình ra ngoài không có gì không? Rồi cứ thế. Vậy là ngồi trong kia rồi. Hello các bạn nha. Hello, hello, hello. Cũng không có gì cả. Nguồn điện em gì? Không phải. Ok. Không phải. Thế trở về sau khi mở lên ta. Thì cấp nguồn cho đây. Đây. Không phải cấp nguồn cho đây. Làm sao đây? Yes sir, your picture turn off when you on. Ok nha, chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình khám phá mục tiêu của lời tham tiếp.